Xin chào tất cả mọi người, lại là em Duyên đây. Em Duyên tiếp tục chia sẻ những ý nghĩa nhân văn của bảo hiểm nhân thọ cho mọi người. Khi tôi gọi điện cho khách hàng đều nhận chung được những câu trả lời như: bảo hiểm nhân thọ hả em? Anh không có nhu cầu tham gia em ơi. Chị bận lắm, không có thời gian tìm hiểu em ạ, xin lỗi. Thật sự đối với những người làm tư vấn viên bảo hiểm nhân thọ như chúng tôi nghe đã quá quen thuộc, quen đến nỗi không còn cảm xúc nữa vì nó diễn ra hàng ngày và liên tục. Vậy tại sao chúng tôi vẫn luôn cố gắng dù bị từ chối hết lần này đến lần khác như vậy? Đó chính là cái tâm của những người làm nghề tư vấn viên bảo hiểm. Tôi gặp bạn, đó cũng là cái duyên số trong đời. Tôi làm hết sức để truyền tải thông điệp, ý nghĩa nhân văn và lợi ích của bảo hiểm nhân thọ đã là vui lắm rồi. Nếu bạn không tham gia bảo hiểm nhân thọ, tôi cũng đã làm được việc có ích để sau này không phải day dứt lương tâm. Giá như lúc đó cố gắng thêm chút nữa thì khách hàng và gia đình của họ đã không phải đối mặt với những khó khăn về tài chính, không may rơi vào trường hợp rủi ro không lường trước được. Bạn không quan tâm bảo hiểm nhân thọ cũng được. Vậy bạn có bao giờ quan tâm đến những điều sau đây không? Tương lai con bạn sẽ đi về đâu nếu bạn không còn nữa? Chi phí ốm đau bệnh tật khi bạn phải nằm viện, hết tuổi lao động bạn có phải hưu trí an táng không phải lệ thuộc vào con cái, đến lúc ra đi vẫn để lại của cải cho con? Đó là quy luật ở đời sinh lão bệnh tử và cũng chính là giá trị bảo hiểm nhân thọ. Không có bất kỳ giải pháp nào giúp bạn đảm bảo được tất cả những vấn đề trên một cách tiết kiệm và hiệu quả nhất ngoài bảo hiểm nhân thọ. Chính vì vậy, bạn hãy dành chút thời gian để tìm hiểu bảo hiểm nhân thọ vì nó thật sự có ích cho bạn. Đừng trì hoãn việc